các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với shop của em. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu về cái mẫu kéo Santa hàng Đài Loan nhập khẩu nguyên chiếc này cho toàn thể các bác nhé. Và cũng sẽ tiến hành test trực tiếp luôn cái tính năng là cắt tỉa cành trên cao, kẹp quả và cưa cành nhé. Thì em cũng đã vừa mở một cái kéo mới đây cho tất cả mọi người cùng quan sát đây. Chiếc kéo rất là mới luôn. Thì đi kèm với một chiếc kéo này là các bác được tặng theo đó một cái lưỡi cưa theo vết ca rất là sắc bén này. Nó để sẵn ở đây. Và khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta lấy ra, chúng ta lấy lưỡi cưa ra và chúng ta lắp vào kéo thôi. Tí nữa em cưa cành thì em sẽ thực hiện cái thao tác lắp lưỡi cưa cho các bác quan sát. Bây giờ thì em sẽ test luôn cái tính năng cắt tỉa cành trên cao và giữ quả nhé. Hôm nay thì thời tiết nó cũng vừa mưa xong, các bác có thể thấy trời nó vẫn đang lấn phấn mưa này. Nhưng là mùng 1 thì em sẽ chảy một ít nhãn để thắp hương luôn. Thì bây giờ em sẽ cắt nhãn cho các bác cùng quan sát nhé. Đây là phần cò kéo này. Chúng ta muốn sử dụng cái kéo nó linh hoạt thì chúng ta sẽ mở cái còi ra. Đó. Khi dùng xong thì chúng ta khóa lại thì nó sẽ an toàn hơn, nó bảo vệ cái phần đầu kéo này. Kéo nó khép lại nó bảo vệ phần đầu kéo, nếu mình cứ để há ra chẳng may nó rơi xuống thì nó sẽ bị mẻ kéo nhé. Bây giờ chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta mở ra. Đó. Đâu thấy chưa? Đấy, kéo nó hoạt động này. Bây giờ thì em sẽ giãn ra nhé. Giãn ra tối đa của nó là 3 mét. Đó. Cứ giãn ra phần nào chúng ta giãn hết ra. Bây giờ nó kịch thì thôi ạ. Đây nhé, có nhé, đây tối đa của nó là 3 mét rồi. Đó, nhìn thấy rất là dài luôn. Thì bây giờ em sẽ cắt những cái chùm quả như này để giữ quả nhé. Đó. Ví dụ cắt cái này cắt cái thấp này trước đi. Đó, các bạn thấy sao, rất là ngọt nhé. Đó, rất là ngọt nhé. Cái việc cắt giữ quả nó cũng rất là đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta muốn giữ quả thì chúng ta quay cái hướng cái phần đây, cái phần này, đệm vàng này lại vào phần cuống chúng ta cắt, có nghĩa là nó sẽ cắt ngọt đứt ra và nó kẹp cái phần cuống ở phần lại đây. Còn nếu mà chúng ta muốn cắt cho nó dụ xuống ấy thì chúng ta cứ nghiêng cái phần kéo này, có nghĩa là chúng ta sẽ điều chỉnh góc xoay ở cái phần cổ tay này nhé. Nó xoay 180 độ nên mọi người cứ xoay thoải mái nhé. Đây, ví dụ nếu mà muốn cắt giữ thì em sẽ quay như này. Còn nếu mà muốn cắt buông thì em sẽ để như thế này. Đây, ví dụ em cắt buông luôn. Cắt một cành này đi. Đó, thấy chưa? Dụng nhá, rất là ngọt luôn. Đó, thấy chưa? Đấy, còn giữ quả thì đây. Bây giờ giữ luôn. Đây, cành này đi. Đó, thấy chưa? Rất là nhịp nhàng, rất là dễ sử dụng. Với cái mẫu kéo như này thì nó sử dụng rất là phù hợp cho các bác lớn tuổi này, các bác trung niên nhá. Đó, thanh niên dùng thì cực kỳ ok, nhưng mà đối với những người lớn, các bác trung niên, các bác đúng tuổi thì các bác sử dụng rất là dễ. Bởi vì sao? Chúng ta cứ đứng ở dưới này thôi, chúng ta không phải leo trèo lên. Leo trèo rất là khó. Với cái cây nhãn như to này, cái tán nó rộng như này thì chúng ta leo và vặt quả rất là khó. Nên là chúng ta sử dụng cái mẫu kéo này. Nó gồm ba chức năng rồi, chúng ta sử dụng rất là ok. Bây giờ em sẽ cắt mấy cái chùm thế sai này. Giữ quả này. Rồi cắt cái cành này luôn. Cắt đi. Đó. Đường kính cắt của cái kéo này thì nó cứ 15mm nhé. 15mm đối với những cái cây nó vừa phải thôi. Những cây mềm thì chúng ta cắt cành lớn hơn. Còn những cái cây cứng ấy, gỗ cứng ví dụ như gỗ nhãn này thì chúng ta cứ lựa cắt. Cắt làm sao để đảm bảo cái kéo của chúng ta sử dụng bền nhất nhé. Đó. Đấy, bây giờ em sẽ giữ quả những cái chùm này xuống này. Đó. Người thấy chưa? Người thấy chưa? Đó. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là ngọt. Đó, thời tiết thì đang nắng dần lên rồi. Đó. Đó, thấy sao ạ? Kéo sử dụng rất là dễ dàng và rất là tiện lợi luôn. Đấy, ví dụ những cái cành cao như thế này thì chúng ta làm sao mà chúng ta ra thì ta vặt được. Ta phải dùng kéo đâu. Đó, vâng, thấy sao? Rất là tiện luôn. Đó. Để cắt luôn mấy chùm phần này. Đó.
thì vừa rồi thì em cũng đã cắt cành, kẹp quả, giữ quả, mang xuống tận dưới này. Các bác quan sát rất là kỹ rồi. Bây giờ sẽ tỉa những cái cành này, nhỏ đây cho anh em quan sát luôn này. Ví dụ như là tỉa những cành này muốn rơi xuống này. Đó. Tỉa rất là ngọt luôn nhé. Đó. Tỉa mấy cái cành này cho nó đỡ rậm cây. Thì bây giờ em sẽ thu kéo lại và em thực hiện cái thao tác, nhưng em lắp cái lưỡi cưa vào, lắp cái lưỡi cưa vào đây để test cho anh em quan sát nhé. Thì bây giờ em sẽ lắp cái lưỡi cưa này vào. Đó, lắp cái lưỡi cưa này vào để cưa cành cho các bác quan sát luôn nhé. Thì lắp cái lưỡi cưa này nó cực kỳ đơn giản thôi. Đó, anh em sẽ vặn cái ốc tai này. Đó, đây, vặn cái ốc tai này. Vặn mỗi cái này thôi nhé, vặn mỗi này. Hôm giờ có bác đặt kéo về, ông bác vặn luôn cả hai cái ốc này. Đó, vặn luôn cả hai cái ốc này thì là nó bật cả cái củ này ra. Đấy, sử dụng đi. Cái móc này thì nó có cái chức năng là chúng ta khi mà chúng ta cắt xong nó bướng những cành ở trên, chúng ta móc xuống, móc những cành xuống, hoặc là chúng ta khi mà sử dụng kéo xong rồi lau chùi sạch sẽ rồi chúng ta móc, dùng cái móc này chúng ta móc lên cái xà ở đấy để bảo quản cái kéo luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái kéo này, đơn giản thôi. Lắp vào như này nhé, nó có cái ốc nó khớp ở đây rồi, anh em chỉ việc vặn vào này thôi. Nó cũng rất là chắc rồi. Cái kéo, lưỡi kéo này thì nó bằng thép SK, cực kỳ là bền, cực kỳ là sắc luôn. Đó. Đó, cái cành mục này cừa rất là ngọt luôn nhá mọi người nhá. Cừa rất là ngọt luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Cả cành to này cưa rất nhanh nhé. Đấy, mọi người thấy chưa? Rất là sắc luôn. Cả cành to như này luôn. Đây. Cả cành to này luôn nhé. Đó, mọi người thấy chưa? Chỉ cần đứng ở dưới thôi, chúng ta không phải leo trèo lên làm gì. Thì cũng là một cái video ngắn thôi, giới thiệu chi tiết cho anh em về cái mẫu kéo cắt cành trên cao 3m này, hàng Đài Loan nhập khẩu nhé. À, nhãn hiệu kéo là kéo Santa, anh em cứ quan sát đây. Khi các bác mua sẽ được tặng một kèm lưỡi kéo, lưỡi cưa như thế này, và cái lưỡi kéo của nó thì cực kỳ là tốt, thép SK, thép luyện kim khí. Thì cũng là một video ngắn giới thiệu cho anh em cũng xin phép kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.